Trong khi tại các nước phát triển trên thế giới thì đã có những quy định khá rõ ràng và cụ thể về tiêu chí an toàn của xe hơi bằng các cấp độ đánh giá khác nhau, thì tại Việt Nam lại đang khá mập mờ, thậm chí là chưa có những quy định cụ thể. Thực tế này đang dẫn tới sự lầm tưởng của người tiêu dùng, và thay vì mua được một phương tiện có thể đảm bảo an toàn khi lưu thông trên đường thì họ lại đang rước về một mối lo lớn. Phân khúc giá trị xe từ 800 triệu đồng tới 1,5 tỷ đồng lâu nay vẫn được người tiêu dùng Việt Nam đưa vào dòng xe hạng sang. Tuy nhiên, với dòng xe nhập khẩu, khi thuế nhập khẩu lên tới 80-90%, thì giá trị của những chiếc xe này thực tế tại nơi sản xuất chỉ tương ứng với khoảng 500-600 triệu đồng. Và khi nhập về Việt Nam, giá trị xe sẽ tăng gấp đôi, thậm chí là gấp 3 lần. Quan niệm của người dân các nước phát triển thì đó chỉ là phân khúc của dòng xe bình dân. Là người sử dụng dòng xe nhập khẩu từ nhiều năm nay, anh Phạm Vũ Hà, Thanh Xuân, Hà Nội không tin tưởng vào các chỉ số an toàn của xe lắp ráp sản xuất trong nước. Xe nhập khẩu thì thường về những cái chỉ số kỹ thuật ấy, thì tôi thấy là xe nhập khẩu thì thường đa số là những cái đấy nó đạt có vẻ như theo cảm tính của tôi là nó đạt tiêu chuẩn hơn. Các chỉ số đấy nó cao hơn một bậc so với xe sản xuất trong nước. Với giá trị tiền như nhau, nhiều người tiêu dùng còn khẳng định nếu cho sự chọn lựa vẫn thích dòng xe nhập hơn. Mình vẫn thích dòng xe nhập hơn, đấy là sản xuất trong nước. Tại vì lắp ráp trong nước thì là mình đi cũng nhiều loại lắp ráp trong nước rồi, nó tôn mỏng, độ ổn rất là cao, đấy tùy từ dòng xe, đấy dòng chung chung ấy, đấy mà dòng khoảng tầm 500-600 triệu gì đấy, đấy thì mình vẫn thích cái dòng xe nhập hơn. Theo Cục Đăng Kiểm Việt Nam, hiện tiêu chuẩn xe tại Việt Nam mới đang hướng tới tiêu chuẩn của châu Âu, còn thời điểm nào đạt được thì vẫn chưa có mốc thời gian cụ thể. Mỹ, châu Âu và Nhật Bản thì mỗi quốc gia đều có hệ thống tiêu chuẩn riêng của mình. Ví dụ như là châu Âu thì theo hệ thống tiêu chuẩn của ECE, Mỹ thì theo ASTM và AMSF, còn Nhật thì theo JIT. Thế thì ngoài ra các quốc gia khác thì cũng có hệ thống tiêu chuẩn riêng phù hợp với từng điều kiện quốc gia một. Tại Việt Nam hiện nay thì hệ thống quy chuẩn và tiêu chuẩn của Việt Nam thì đang xu hướng là hài hòa với quốc tế và trong khu vực. Hệ thống của Việt Nam thì đang đi theo ECE, hệ thống ECE của châu Âu. Đây là hệ thống mà khá nhiều quốc gia trên thế giới đang sử dụng, trong đó có Nhật Bản và các quốc gia trong khu vực châu Á và Đông Nam Á. Tiêu chuẩn là một cái gì đó, cái ngưỡng ấy, để cho mỗi xe vượt qua về mặt mức độ an toàn kỹ thuật. Chứ nó không phải đánh giá được là cái mức độ là sang trọng của xe.